Xin chào anh em, hôm nay sẽ chia sẻ anh em cái vị trí của cành phong. Cành phong nó có quan trọng đối với cây hay không? Nó có quan trọng đối với cái tổng thể bố cục của cây hay không? Thì hôm nay mình sẽ nói lại vụ cành phong đó anh em ha. Cũng có nhiều anh em thắc mắc. Rồi cái cành phong đặt đâu cho đúng, nằm ở đâu cho đúng. Nó đúng sai thì mình không nói anh em ha. Cái này mình chỉ nói về cái vị trí cành phong thôi và vai trò của cành phong thôi. Thì hôm nay là cái lên chậu cây này nè. Nó cũng chưa có hoàn thiện mấy nhưng mà nó đã bạc màu, đất nó hết dinh dưỡng nè. Hai anh em thường gọi là hết đất á, mình hay gọi hết đất cái thành thói quen chứ không phải là hết đất trong này. Có khi hết đất là nó vẫn hết trong này luôn, toàn là rễ không có anh em ha. Nhưng mà đại đa số cây nó mình đi phân định kỳ mà nó vẫn không tốt, không phát triển, lá nó ra cái màu trắng vậy đó, nó không phải đột biến đâu nha, là nó đất đó nó hết dinh dưỡng rồi. Mình phải thay đất và nuôi tiếp. Nhưng cây này hôm nay mình sẽ thay đất và mình lên chậu luôn. Chứ lên chậu thì mình đã chia sẻ rất nhiều rồi. Quanh làm kiển mà, tối ngày nó quanh đi quẩn lại, chỉ có nhiều đó. Cắt tỉa lên chậu, thay đất, thay phân, ép chậu, nhiều đó. Nhiều khi chia hoài, xẻ hoài nó tùng lập. Cây này nó cũng là cây thực lắc nè, cây thực lắc, cây đồ đinh đó. Đồ đinh là tại vì mình tán ngang cái nó ngắn còn khúc vậy, cái mình kêu đồ đinh cho nó quen thôi chứ còn chứ không phải là dáng thế cây đồ đinh nha anh em ha. Tại vì do mình kêu lâu ngày quen miệng rồi cái từ đó mình bắt gặp nó tối ngày á, rồi kêu riết thành thói quen. Cây không có vụ tán đồ đinh gì hết. Cái này có nhiều anh em cũng hỏi cái vụ đất như vậy nè anh em ha. Khi mà nó hết dinh dưỡng là nó sẽ bị cái màu lá như vậy, hoặc là nó dư nước nó cũng bị màu lá như vậy, nhưng mà dư nước thì nó hiếm hơn thiếu dinh dưỡng anh em ha. Rồi thứ hai, nó đất của anh em bị nhiễm phèn á, nhiễm mặn mà nhiễm nhẹ nha ha. Rồi nó cũng bị này nè, cũng bị vậy đó. Thì trường hợp này thì anh em đi phân mà nó không tốt ha, nó không xanh lại thì anh em phải thay đất. Nếu mà mới thay đất mà nó vẫn bị vậy á, mới thay đất thì nó không hết liền đâu nha, nó khoảng 2-3 lần thay lá sau rồi nó mới 2-3 tháng sau nó mới hết. Còn nó không hết nữa thì nó thiếu sắt nặng rồi. Anh em xuống cái vô cửa hàng bao nhiêu gạch mua sắt tưới cho nó thì nó cũng hết ha, nó cũng hết cái màu lá như vậy, chứ không phải thấy vậy để hoài nó đột biến nha, đột tử chứ không phải đột biến đâu. Dòng mai chú thủy thì từ thằng kim giòn với kim thanh mai với thanh mai ra, khi đụng lá đụng trên thì không đụng dưới ha, còn lại là lá trung rồi gò cong các thứ là phải khi ép chậu á là phải bỏ lá hết lá anh em ha, để tăng độ sống cho cây chứ để lá nó thoát nước mất nước á, cây nó dễ bị si ha, để cho nó gọn lại. Dòng này nó tất cả cái dòng mai chú thủy không dòng nào ưa nước nha anh em ha, cho nên là anh em chơi cái cây này chú ý. Có nhiều anh em mà tưới nước nhiều quá rồi cái điện về hỏi mình sao cây vàng lá hoài ha, dư nước nó vàng lá, thối rễ, bỏ chi cành từ từ nó mới chết. Tước lá này nó có lợi dữ lắm nha anh em ha, đâm xuống lá 3-4 lần, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái vùng miền, tùy theo mình muốn xuống lá để làm cái gì mà có thể mình xuống lá nhiều hết ha nè. Chỉ kích thích ba cái mầm ngủ này nè, dày xương dâm đó. Rồi lên chậu mình phái cái nuôi phản được nó cơ bản vậy nè, là bắt đầu mình lên chậu mình chơi, mình chơi rồi nuôi tiếp nè. Cái lòng chậu anh em để ý coi nè, lòng thấy không, cái đít á, không cần phải sang cái chậu lớn mà cây nó phải phát triển mạnh đâu, mình chỉ cắt bỏ cái đít của cái chậu cũ á, mình chỉ để lên vậy là được rồi. Trong cái cây phôi mới á là anh em chú ý mấy chỗ đó, chậu càng bự càng dư nước dễ, nó càng nguy hiểm nghe nè ha. Chơi cây nên có cái bầu cào vậy nè ha, anh nào không có bầu cào thì lấy cái đĩa ăn cơm á, thì chế thì tận dụng chế thôi, nhưng mà nên có bồ cào vậy để mình vô chậu á, sẵn để mình chảy rễ nó ra luôn, rồi nó không có bó cục lại anh em ha. Cái nào nó bó quanh bầu thì mình cắt.
Rồi anh em ha, chừa lại khoảng 20-30% đất cũ anh em ha, bị gì mới ép chậu lần đầu cho nên là không phải rửa sạch giống như mấy lần trước mình làm nghe anh em. Còn rễ á, mình chỉ cắt rễ cọc thôi, còn những rễ cám của nó là hạn chế cắt anh em ha. Những rễ cám là những cái nhỏ nhỏ nè, bị lên chậu á là những rễ đó là những rễ nó làm nhiệm vụ ban đầu á, nó nuôi cho cái cây mình nó sống trước đó. Chứ còn mình tỉa hết mấy rễ cám hết, mình chừa lại rễ cọc không á làm chết luôn nghe nè. Cắt sao cho nó vừa cái chậu thôi, bị lúc trước á mình xử lý rễ lần đầu mình cũng đã ước lượng cái chậu rồi. Nó dính cũng chưa có đẹp không ha, nhưng mà không sao, nó nằm đó dính nó sau này nó phù lên cái nó chỗ đó nó đẹp lắm. Rồi vô đất, đất 3 đến 6 mi thì mình để dưới, còn 1 đến 3 mình sẽ để lớp ở trên. Để chi? Để mình giữ cái cho nó nhét vô hết mấy rễ cắm trong này nè, mấy lỗ này ha anh em thấy không, nó gom vô sâu nữa để cho mấy trong này nó hủng nè. Nhét đất vô nó vừa, cũng chọn mặt tiền chậu ha, mặt tiền cây. Mấy cái này thì mình nói đi nói lại rất là nhiều lần anh em ha. Đè nó xuống, cái chậu này nó hơi sâu quá rồi cho nên là không nhất thiết phải một giây lắc lắc như vậy là chi anh em biết không, để cho nó đất nó len lỗi vô những chỗ nào trống á, những cọng rễ trống len lỗi hết luôn, chặt lại. Vì vô đây mình mấy tông đó mình nhét mình lấy con đũa mình xâm vô, nhằm khi xâm không tới á nó hỏng chỗ nào là chết chỗ đó anh em ha, chết từ từ mới đau á. Rồi coi nó ngay chưa, này lên cái mình lồng chậu mình nuôi thêm một thời gian nữa là tay cành nó cân lại là ngon liền. Anh em coi cân chưa, được ha, quay một vòng đó sửa lại cho nó tay cành cho nó quay nó ngay ngắn ra đàng hoàng ha. Cây nó có cây mình trồng chính giữa chậu, có cây mình trồng lệch trái lệch phải ha, căn cứ vào cái dáng thế của cây mà mình trồng. Rồi thêm đất, đất này là 3 đến 6 á. Không anh em, vậy là tưới nước cái đắp rêu lên là để tông mát 3 ngày rồi đem ra nhuyễn nắng từng lễ sau tưới kích rễ, tưới là tưới nước của cái thai anh em ha. Cái này là công thức của Hoa Phố ha. Rồi tới cái phần thứ hai là cái cành phong, vị trí cành phong á, cành phong nó có quan trọng hay không. Nói chung là trong tất cả các cây bonsai á, từ cây bình thường đến cây cao cấp thì vị trí cành phong nó quan trọng thì cũng không phải là quan trọng, nhưng mà không có nó thì không được ha anh em ha. Chứ còn nói là chỉ có nó quan trọng, mấy cái kia không quan trọng thì cũng không phải. Giống trong một đội bóng á, cái vị trí nào trong sân nó cũng đều quan trọng hết nè ha, quan trọng hết như nhau hết. Tại sao phải có cành phong? Cành phong để gì? Để mình nhìn cái cây á, nó không bị xuyên thấu qua anh kia ha, không bị xuyên thấu. Nó giống như mình chụp hình thẻ, nó phải có cái phong nền vậy anh em ha. Còn nếu không có cành phong này được không, vẫn được bình thường anh em nha. Mình đi chơi, mình chơi vui mà, mình chơi thoải mái, mình thì muốn làm sao mình làm. Ví dụ như anh em qua ra cuộc chơi cuộc thi đó, thì nó sẽ có những quy định của cái cuộc chơi cuộc thi đó và quy định ở tỉnh đó, ở huyện đó, chứ không phải là cái quy định chung trong cái nghệ thuật bonsai. Mình nói mình không thôi, để coi cái cây mình nó có nhìn được cái chiều sâu á rồi thì phải có cái cành phong như vậy để nhìn nó thực tế hơn, để nó che chắn lại, chứ để thôi mình nhìn xuyên thấu anh kia thì nó nhìn không đã hen. Cho nên cành một đây, nếu cành một mé bên tay trái của mình á thì cành hai bên đây, cành phong sẽ nằm tính giữa hai cành một và cành hai đây, nằm ở giữa đây ha. Để mình áp từ đó lên đây nè, nó nằm đến giữa hai ngày á thì gọi là phong thân ha. Phong mình đã giải thích anh em mấy lần ha, gọi là phong thân. Phong thân á thì nó sẽ làm cho cái cây mình thấp xuống lùng lực đẹp hơn. Còn cái phong ngọn là nó sẽ có cành một đây ha, cành một đây, cành hai đây, thì phong ngọn nó sẽ nằm ở tên đây nè, là cái phong ngọn nó sẽ nằm tên giữa hai cành một cành hai, là cái cành bên này nè anh em ha, cành phong bên này là cái phong ngọn đó. Mà cái cây này nó có vừa cành phong thân và phong ngọn luôn, để chi? Để cho cái cây mình nhìn phía sau nó không trống. Lợi thế của cái phong thân á, là nếu mình làm phong thân á, thì mình sẽ làm được một phong thân ngọn nữa, thì cây nó vừa lùng mà vừa dày phía sau nó dày nhìn đẹp hơn, nó không bị tống đại. Còn nếu mà cái cây không có cái phong thân này thì có cái phong ngọn không, thì mình chỉ giữ được cái phong này thôi, thì cái cây nó sẽ nhóng lên, nhóng từ đây nó nhóng lên đây cao hơn tí xíu nữa.
ý mà có cái phong thân rồi mà chỗ này anh em thấy nó còn hơi tống à. Đó, mục đích cành phong là vậy. Còn nó mọc ở trên phong ngọn hay là phong thân thì tùy cái cây thôi, tùy cái cây mình muốn nó cao hoa thấp. Ví dụ như rồi, ví dụ như mình muốn nó lùng nhưng mà chỗ này không có làm sao, không có thì mình phải áp hoặc ghép ha. Còn áp ghép được thì buộc lòng phải chơi cái phong ngọn thôi. Thậm chí không có hai cái phong này cũng không có việc gì ha, không có việc gì, mình chơi vui mà, mình chơi thoải mái thì nó cũng làm sao làm. Mình cũng hay nói anh em rất là nhiều lần ha, mình chơi vui thì mình thoải mái, mình chơi mình sướng thì muốn làm kiểu gì làm ha, trước sau tới phải gì tùy. Nhưng mà mình khi ra cuộc chơi hay là hội nhóm thì phải theo cái quy định của hội nhóm, và cuộc thi thì phải quy định theo cuộc thi ha, chứ không phải có nhiều ông này nói ai cũng làm cây cũng giống nhau, 1 2 3 4 cành phong cành ấy, còn tôi phải quái, tôi không giống ai, tôi đem ra thi là của mình tôi độc. Không phải độc thì độc thiệt, nhưng mà không ai chấm cho mình cái cây mà quái, không biết sao đâu quái, quái như thế nào gọi là quái ha, quái đâu có tiêu chí nào gọi là quái, mình cũng nói rồi ha, nói cái này rồi. Cho nên là vị trí cành phong cũng có nhiều anh em hỏi rồi, cái cành cành hồi cũng vậy, cành số 3, 1 2 tới 3 gì đây á. Hồi xưa là cành số 3 nó sẽ, không phải xưa nữa, trước họ chơi á, cành số 3 họ sẽ quay về đây. Có nhiều anh em gọi là cành chọt mắt, cành gì đó, cành vô duyên rồi đó, nhưng không phải anh em ha. Nó giống như nó phải bố trí giống như cái trong trống tre mình á, bên trái phải thì tước sau, nó đối xứng, đối trọng. Nhưng mà cái cành số 3 này nó về đây thì nó làm cái cây nó trống thêm chỗ này nữa nè ha. Cho nên hiện tại bây giờ người ta chơi cái tạng gian nó về bên đây, nó đuổi theo về cái cành 1 luôn. Cho nên là cái cây nó rồi cành 4 sẽ đuổi về cành 2. Đó anh em thấy không nè, cái này rõ nhất là cái trực nè, cái này cái trực mà nhiều anh em hỏi nè, nhiều anh em hỏi em mới tập chơi mà mua cây bài á, cây bài mà rẻ thì không có cây bài nào rẻ nè em ha, cây bài là cây bài bản sách vở, thực sự đó, thực sự ra nó là cái trực nha, trực lắc á. Đó, vị trí cành phong mà anh em chú ý hen, còn nói vậy cành phong có quan trọng hay không thì trong cái bố cục như vậy thì mà nếu thiếu cành phong thì nhìn nó cũng không đã không anh em ha. Còn có nó thì nó nhìn nó sinh động hơn, nhìn nó có chiều sâu của cây hơn. Chứ còn không có nó thì nhìn nó không ấp hê không. Chứ còn trúng sai thì nó không có trúng sai gì đây ha. Anh em chơi thì anh em chú ý mấy cái chỗ đó, chứ còn dù như mỗi người nói một kiểu. Lại ông nhà này ông chơi thì ông nói kiểu vậy, rồi ông kia thì ông lại nói kiểu đó. Rồi có khi đã kích lẫn nhau, nói xấu nhau nữa anh em ha, chơi kiển không nên ha. Mình cứ tập trung làm đẹp cho cây mình trước đi, rồi tính tới chuyện khác. Đó, anh em chú ý hai cành ha, cành nó nằm giữa cành 1, cành 2 á, cành phong mình giữa 1, cành 2 là phong thân, cái mọc cái này là phong thân nha. Mà nó nằm trên phần 1, cành 2 là trên này á, là gọi là phong ngọn ha. Phong ngọn, phong thân đều được hết, nhưng mình đã giải thích á, phong ngọn thì nó sẽ làm cây cao hơn, phong thân thì nó sẽ làm cho cây lùn hơn. Nếu mà làm được cái phong thân thì làm thêm cái phong ngọn nữa sẽ làm cho cây dày hơn. Anh em thấy mặt sau nó dày vì cui ha, vì cui nhìn nó thích hơn. Còn mặt trước thì phải phe ha, phe được cái độ lắc đó cây, okay. Cái trực nó lắc đó. Đơn giản vậy thôi, là vị trí cành phong. Xong rồi, giờ đắp rêu để trong mát 3 ngày, rồi cái đầu đem ra nhựa nắng từ từ. Hàng ngày thì mình chỉ xịt nước để giữ ẩm cho nó thôi ha. Mấy cái này thì chia sẻ đủ hết rồi. Cây này chỉ điểm yếu chỗ này là cái áp của cành phong á, nó chưa có đẹp không. Trong clip này thì anh em nhớ chú ý cái vị trí cành phong thôi ha, nó không có đúng sai gì đâu. Nếu đúng sai là anh em chơi trong cái cuộc chơi hội nhóm hay cuộc thi á, hoặc là câu lạc bộ á, có một hội quy định riêng thì nó mới có đúng sai. Còn anh em chơi vui á, chơi thoải mái đam mê á, thì muốn chơi gì đó chơi ha, muốn chơi chủng loại cây gì đó chơi, rồi muốn làm gì đó làm, đó mình chơi theo cái ý mình. Nhắc lại cho anh em lần ha, là vị trí cành phong, nếu cành phong nằm giữa cành số 1 và cành số 2 này á, thì nằm giữa đây á, là cành phong thân ha. Phong thân, phong nó có hai loại, phong thân và phong ngọn. Nếu mà nó nằm trên cành 1, cành 2 nằm trên này á, gọi là phong ngọn ha, trên này gọi là phong ngọn. Vị trí đây, cái điển hình như cái này là nó nằm cái cành phong nằm giữa cành 1, cành 2, cho nên là gọi là phong thân. Và trên cành 1, cành 2 nó có một thêm một cành phong nữa là gọi là phong ngọn. Để làm chi? Để mục đích để tạo dày cho cái cây này lên, và cái nhìn được cái chiều sâu của cây anh em ha, chiều sâu nó không có nhìn xuyên thấu anh kia, cho nên là phải có cành phong. Đó, cái ẹo đầu tiên cành phong nó ẹo gì đây đó. Điểm mạnh của cành phong thân á, nó sẽ làm cho cây lùng thêm, và cành phong ngọn thì cây nó nhóng lên tí. Và điểm mạnh chỗ cành phong thân lần nữa là nó sẽ làm thêm được một cái phong ngọn nữa ha, phong ngọn nó, cho nên là nhìn thấy sao nè anh em, nhìn thấy sao nè ha, nhìn thấy sao nó dày nó đẹp hơn. Rồi cây trực là trực lắc á, anh em hay gọi là cái bài ha, bài bản là bài bản sách vở.
Cái cây này á, là một trong những cây anh em ai cũng 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 đều làm được, nhưng mà làm để cho đạt đẹp thì nó hơi khó ha. Bị đơn giản là 1, 2, 3, 4 thì anh em thấy căn cứ vào cái lý thuyết đó mà anh em làm được cái cây, còn không thì xây dựng theo cái mô phỏng thiên nhiên thì nó hơi khó hơn chút. Anh em nào mô phỏng được cây bên ngoài thiên nhiên thì cây sẽ đẹp và nó uyển chuyển hơn, nó nhìn nó đã hơn. Còn không thì cứ làm theo bài bản 1, 2, 3, 4 đó. Đó là vị trí của cành cành phong anh em ha, nó không có đúng sai đâu ha, có cũng được không có cũng không sao, nhưng mà thông thường á người ta sẽ có cành phong như vậy để nhìn được cái chiều sâu của cây ha, để nó khỏi phải xuyên thấu từ đây qua đây, nên là phải có cành phong là vậy. Còn nó là phong thân phong ngọn thì căn cứ vào thực tế của cây anh em xây dựng mà có cái phong thân và phong ngọn. Trong clip này thì anh em chú ý chỗ đó thôi. Tạm biệt anh em, hẹn lại clip sau.